Chào chị, lúc này khỏe không chị? Khỏe anh. Khỏe hả? Đi bán mới về hay gì? Dạ. Lúc này có bán gì mới không? Không, bán cá cơm với gì. Có cái gì bán cái đó không? Mà chị bán tới đâu rồi? Bán trên chợ Wow á. Đi tới đó luôn? Dạ. Rồi mấy giờ chị đi? Thì 3 giờ mấy đi rồi, còn 4 giờ em đi. Em thấy sẵn 4 giờ, hơn 4 giờ có cá rồi. Là lấy rồi mới bán tại đó luôn hả? Dạ. Rồi chị bao giờ mới về? Mấy giờ mới về? Mới về chưa được nửa tiếng nữa. Giờ sáng sớm đi rồi chưa mới về. Chưa mới về. Dạ. Lấy cá biển bán không hả chị? Không, em lấy cá cơm đâu bán không anh ơi. Rồi chỗ đó quen với chị hay sao? Không có quen, đây em lên chảnh mà lần đi bắn cá đặt lú rồi em gặp thì thấy vậy lên cân. Rồi bán gì đỡ không? Bán dạ, nhanh không? Được trăm ngoài, có bữa được 70-80 cũng có. Nhưng mà so với đi đặt lú là cũng khỏe hơn nhiều hả? Khỏe hơn anh ơi. Dạ. Rồi thì thích thì cũng vậy à, cũng giờ đó cũng thích. Nhưng mà đỡ cái là chị không có lội với nước nữa. Còn cái mà tay cá ăn tay lắm anh ơi. Cá cơm cắt nó ăn nước ăn hơn mình đi đặt lú. Nhưng mà chị không có bao tay được sao? Bao tay mình cắt đâu có được. Cá cơm nó nhỏ xíu à, cầm cái nước chơi. Giờ chị mua cái loại thao tay á. Em thuốc đó. Chứ không sức dễ gì. Cho nước nó đừng có thấm vô á. Từ sáng cắt tới trưa này mà dễ gì. Mới vừa rồi em mới về luôn. Nó ăn hết trơn à. Thôi kệ, hay gán cái này nó cũng đỡ hơn, chị dạ. Ít có đi hơn. Dạ. Vì chủ yếu là mình đi tới chỗ mình lấy rồi ngồi chỗ mình bán rồi. Dạ. Chứ còn đặt lú rồi chị đi sáng đêm à. Thì còn không giữ có nữa. Đi sáng đêm cái em đặt lại chiều em chạy về khuya 2 giờ mấy ở đây mới chạy đi cuốn. Nhưng mà nhiều khi nó bị mất đó phải không? Cũng có anh ơi. Cái đó là rủi ro không tránh khỏi. Mà mình đã thấy mình người ta cũng mấy, người ta cũng biết, người ta cũng khóa nè. Em ít bị mất á. Vậy hả? Cái này coi mặt bắt hình dông á ha. Thấy ai nghèo khổ thì không lấy hả? Dạ. Đặt mấy năm rồi mất cái cũng được 2-3 cái gì. Cũng được. Đặt bỏ lại đâu có giữ đâu. Rồi đặt gì cá nó có chết không? Không anh, treo dụi lên chỉ có cái xuống đuôi dưới mới chết. Ngày mấy đứa nhỏ giờ nghỉ học ở trên ở nhà hết rồi hả? Dạ. Nhà mà nhỏ lớn cũng còn học, nhà nào cũng học. À, sáng 8 giờ rưỡi là ông thầy nó dạy. Dạy đâu? Trên dạy mạng. Dạy trên mạng anh ơi. Ở trên mạng sao dạy được? Giống như ổng bên Zalo nè. Thì ổng dạy rồi với đài HTV2 gì đó. Dạy rồi thi luôn, nay thi cái gì nè. Nay em ơi vậy. Vậy đặt đậu hết quá. Rồi nhớ lớp 3 thì không biết luôn, không nghe nói gì hết luôn. Kỳ công nghệ cao mà dạy rồi, dạy trực tiếp luôn. Lớp 6 rồi trở lên thì dạy trên vô tiếng luôn rồi đó, mà dưới trên mạng rồi đó mà lớp 3 không thấy. Dạ. Rồi đằng này có làm ruộng gì không chị? Không, chắc không quá anh ơi. Bây giờ bà lấy lại, bà làm rồi đó. Làm lấy đất lại hả? Dạ. Rồi chị làm gì lại? Em cũng không biết làm gì nữa thì đi cắt cá bán vậy thôi. Đi bán hàng ngày vậy thôi hả? Dạ. Còn nuôi heo không chị? Còn nó bắt heo con giờ cũng không có nữa. Không có heo con luôn? Dạ. Giờ còn có một con yên nguyên vậy? Có một con à. Heo bán heo con có giá mà còn không có heo. Rồi cái con nó tính để nái là gì? Em để nái luôn, em đâu có bán heo được đâu. Không dám cho nó ăn, nó chặt heo kia. Rồi anh chồng chị đi làm chảnh có về không? Không cài. Không có về, có xe đâu về em ơi. Ở chảnh luôn hả? Xe lớn nghỉ cho chạy rồi, đâu cho chạy nó đâu, xe buýt cũng không chạy nữa. Ừ. Anh làm tới đâu lận? Ở thành phố. Vậy là qua dịch này mới về được hả? Dạ. Bị cách ly rồi ha. Về chỗ nào, chỗ đó, tại đâu có đi đâu được.
Nhưng mà nếu có xe hai bánh về được không? Cũng về được anh ơi. Được mà nó cũng cũng khá mà, cũng mắc khá mà. Ông Manh đây bữa hổm về người ta cũng vô người ta khá mà. Hôm nay lại tới đây thăm chị, em cũng có thay mặt chị Minh Trang á. Hôm trước chị có gửi về cho em là 7.420.000, thì chị cho Thiện là 720.000. Dạ. Thì còn lại 6.7 triệu thì chia gia giúp ba gia đình ha. Dạ. Thì hoàn cảnh của chị hơi đặc biệt hơn chút thì gửi tới chị là 2.7 triệu. Còn lại hai hoàn cảnh gia đình kia thì cho mỗi gia đình 2 triệu ha. Thì em gửi chị trước 2 triệu 7 ha. Dạ. Này của chị Minh Trang nha, gửi nha. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Thì hỗ trợ tiếp thêm cho chị động lực để nuôi con. Dạ, cảm ơn. Nha. Dạ. Em gửi lời cảm ơn chị. Dạ. Rồi chị bán có cá cơm với có thêm cái gì nữa không chị? Sao bán thêm gì nữa đi? Căng chuột, có bữa nào có chuột thì ăn chuột, không có thì thôi. Người ta đi đặt gặp có hay không? Ở chợ đó đông người không? Đông người đi mua không? Đông chị, anh đông anh ơi. Ở trên qua nó đông, đông hơn cái chợ dưới này. Chợ đó thì mở cửa cho bán hả? Dạ, cho bán, mà cũng như quán ăn rồi người ta không cho bán thôi à. Chứ chợ cá... Mua sách đem về thì được. Dạ. Dạ. Tụ tập lại là không được ha. Dạ. Ừ. Ở tránh là cũng không có ai mà không đeo khẩu trang là 300.000. Dạ. Người 300. Rồi mua khẩu trang có không đeo? Có. Khẩu trang gì? Khẩu trang giải bình luôn. Hôm nay thì trở lại đây thăm chị Hồng Thật, thấy cuộc sống của chị giờ đây nó cũng dần ổn định rồi, thấy công việc hàng ngày chị cũng có. Hình như lấy cái này là hàng ngày luôn hả chị? Dạ. Có ngày nào ở nhà không? Cái này tới mưa lại là hết cá này. Để bán cá đồng lại. Dạ. Cái tháng nước mặn mới có cá này. Là cá này người ta bắt ở ngoài biển hay ngoài sông? Ngoài sông, mình ăn sông lớn người ta đẩy xịp á. Dạ. Vậy được rồi, chị cũng cố gắng hơn ha. Dạ. Thì tính ra một trong những gia đình khó khăn ngày trước đó là gia đình chị đó. Giờ đây nhà cửa ổn định rồi, với lại chị cũng đi làm ra tiền. Rồi mỗi lần đi vậy con chị gửi cho ai? Em ở nhà khóa cửa lại, không có gửi ai được nha. Ở đây gần đây không có người thân hả? Có mà người ta đâu có nhìn đâu rồi. Không có nhìn hả? Không có nhìn đâu rồi. Không nhìn lâu chưa? Lâu rồi, nay có mấy năm rồi. Con bé này mấy tuổi rồi? 5 tuổi anh. Rồi đứa kế? Đứa kế 9 tuổi, đứa lớn 14 tuổi. Năm tuổi đẹp ngắt à. Năm tuổi nhỏ rồi. Nó mới chịu ăn cơm thịt cá vậy nha anh ơi. Ăn cơm với đường ăn cơm không rồi đó là. Vậy là sáng lên chị chạy xe đi. Dạ. Rồi bán xong chạy về. Sáng về. Để nhà mua mì, để nhà cho hai chị em nhà ăn. Ăn rồi đi. Đi về trưa về mới mua bún cá. Rồi. Sao vậy? Kệ. Ăn kẹo không? Con biết ăn kẹo không? Hả? Ăn kẹo không nói chứ nghe. Biết hả? Đợi chú nghe, chú lấy kẹo cho. Này con, kẹo nè. Lấy cục ăn thử coi. Trời ngon không? Nhớ cha không? Nhớ không? Bao giờ cha mới về? Mấy con không biết. Cha ăn. Thế nào nay lông dài dài. Cha đi bộ có xe. Cha đi bộ không có xe gì à. Có xe biết không?
Nếu như mùa này mà không có đi bán được là chắc không làm gì được đó hả chị? Dạ. Nắng nóng cái này là chắc nắng thì rau này cũng không có nữa, nên năm nay để xịt hết trơn rồi. Mỗi năm tháng này em cũng đi hái rau bán năm nay để xịt hết chết quẹo quá. Bán cái nghề này là cái nghề đầu nó có bỡ ngỡ khó khăn gì không? Em bán hôm nay cũng mấy năm, bán cá cũng mấy năm rồi, giờ đi canh cá bán cũng cắt cũng được rồi anh ơi. Chứ cũng quen rồi phải không? Cũng quen rồi. Nó chỉ hơi cực cái này mình phải thức khuya dậy khuya sớm rồi ha. Phải 4 giờ là người ta căng rồi người ta đi về, người ta đâu có ở đó đâu. Dạ. Bữa thì chị bán được khoảng 100 ký không? Có ra nên mình cắt. Cắt cũng có mấy cái cá, cắt không chết, mình cắt từ sáng tới trưa luôn, cá cơm nhỏ 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 mà. Bán một loại hả? Dạ. Có bữa cá chuột đó thì căng chuột bán thêm, còn có rồi có cá cơm. Rồi ngồi ngoài có tốn tiền gì không chị? Có anh ơi. Nhiều? Tiền chỗ cũng 10.000. Rồi ai đóng cho ai? Cái đó ông góp chợ đi góp em. Thôi vậy chị sử dụng cái số tiền này để phát triển thêm cái nghề mua bán ha. Với lại chị lo cho mấy đứa nhỏ đi. Dạ. Có mua gạo và đồ để dành ăn chưa? Vậy em còn lúa là rồi, em còn 2-3 bao nữa. Rồi vậy được rồi. Vậy em chúc chị được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Để dành ăn đâu có bán mà. Bán mà mua lại. Hiện đã thay mặt chị Minh Trang gửi tới quà cho chị Hồng Thạch. Thì còn lại cái số tiền 4 triệu đó Thiện sẽ giúp cho hai gia đình kia. Thì Thiện sẽ cập nhật ở những cái video sau.